Chào cả nhà. Giới thiệu luôn. Đây ấp 4 nha cả nhà. Chào cả nhà. Tân Phước. Mẫu rắn nha. Anh Giang, Sơn, Lít, Tâm. Chào cả nhà. Nay mấy anh em mình đi ấp 4 như xã Tân Phước, Gò Công Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Huyện Gò Công Đông là riêng nha, thành phố Gò Công là riêng nữa, rồi huyện Gò Công Tây nữa, nó có 3 Gò Công rồi. Khu này hôm rồi cách đây hình như tháng mấy, mấy anh em mình đi khu này có phát hiện hai ổ trứng rắn độc nở rồi. Mà bữa đó chỉ bắt được hình như con rắn 600-700 gram gì á. Cho nên nay quyết định đi trở lại. Không được mới hả? Con thằng chịu không nổi, hai thằng đi chung nữa. Kỷ niệm xưa. Quá rồi cái cây này luôn. Cái lạc tiên cái gì phải không? Ta kêu bằng cây lạc tiên. Nhớ mày mại gì nó không biết phải không? Bông tiếp tiếp. Mày nhổ nguyên ngốc luôn. Phơi khô. Sắc nước. Nấu á. Lấy nước uống trị lợi tiểu. Mới hạt cũ. Nhưng sau đợt trước mình đi mình không thấy. Lâu rồi. Mới lọt. Chưa lọt. Đây có gì lúc bây giờ rắn lọt mà. Cái này rắn độc, rắn hồ sáp á. Này mới đi không được lâu rồi ta. Tháng mấy gì?
nó vẫn lột á. Con bị xấu bị lại em đen á. Đen hả? Nó nằm cái đầu hướng này nè. Nó cái đầu nó hướng này nè. Còn cái đuôi nó về hướng này nè. Đây là cái hang nó sẽ hướng này. Thầy ta quạt hay ra. Đào nó bắt nó luôn mới là hay. Đó, đây. Cái hang nó sẽ hướng này. Bắt nó ra luôn mới là đẳng cấp đó. Dấu không? Ừ. Có dấu không? Dạ không. Không được. Ngưng cho qua cái. Công luôn
luôn. Thì lít được. Đi đúng hướng. Có hàng luôn. Mà hai hàng trật lất. Đâu đây à? Không biết đi xa chục chặng. Đâu lỗ đâu anh Giang? Hả? Lỗ vừa đâu kẻ. Ừ, lối vừa dịch bếp luôn nè. Cái lối vừa dẹp á, thường thường là đó, con rắn hổ hổ sáp với con hổ dện cũng dẹp nữa anh. Hổ dện vừa không? Vừa. Nó vừa tròn. Còn hổ hành thì khỏi nói rồi, tròn vô à. Dấu hả? Ờ ơi. Đẹp dữ hả? Lùm lùm mà sưng ơi. Con nó qua nè, nó dấu này. Ngoài nè. Ôi ôi nó mài bóng. Con nó nãy nó lột quảng qua này chứ không? Đi, ăn dặn. Rồi. Để con lỗ. Sình nó lỗ này. Ơi, xe cây gì á? Xe cây gì nè, nó nhịp nhịp nè. Phải không ta? Ơi, nó nhịp cây đó. Ờ, nó nhịp nhịp nè. Nhịp kiểu như thở, con gì thở vậy đó. Vậy là nó rồi. Nó? Ơi, ai đó, nó. Xe là anh nha. Cặn, cặn lậu đi. Nó. Nó nặng mạnh luôn nè. Nó ra đè cây luôn nè. Ra đây em trai. Ê, con hổ sáp, con hổ sáp. Ừ, nè, nó nè. Lú ra đây luôn nè. Nó đang lường qua á. Cũng được. Nè. Nó ra nè, ra nè. Ngày nó luôn ha. Đen luôn. Đen luôn nó rồi.
600-700 gram luôn. Lấy da lại hơi to nè. Chóc luôn. Được đây em trai. Bên đây em trai. Lấy cái da này không? Ừ. Lấy da. Vô đây, vô đây. Hết chạy nha mày. Hay quá. Con này chắc 700 gram á. Có hơn luôn. Phát hiện lỗ dùi của anh ngay đây. Còn lớp da hướng này nè. Lớp da hướng ngoài này nè. Hơn 700 gram. Gần 800 gram luôn. 773. Chính xác da nó luôn. Ừ. 773. Nè, da nó nè. Thì vừa nãy mình đoán cũng có phần đúng đó chưa. Cái lớp da đầu nó nằm hướng về hướng cái cổ hang. Quá nâng cấp luôn nha trời. Nghĩa là cái hang nó sẽ ra. Nó mài cái đầu nó lột trước. Hướng về cái đuôi. Đi vô lúc cái dưới rồi hả vậy? Mới tới qua đám cỏ một chút à. Chưa đi lên khu kia. Nãy 773. Chắc lọt ra đọc đi quá. Nhưng ta bắt sát rồi phải không? Giờ tôi bắt như vậy. Lên cái trường nó ngọn ta. Bữa nay nắng gắt ghê. Thôi vậy là giây phút cuối tôi đã hết hơi. Giờ nó bóng cho nó về dữ. Thôi còn chi đâu gặp lại được bạn già. Thôi. Xíu. Đuối dữ rồi. Đuối. Sáng anh em mình vô phát hiện được lớp da, lần ra được cái hang, bắt được con rắn, rồi đi đã đòi luôn, không có bắt được gì thêm hết. Giờ anh em mình ra tới khỏi đám cỏ này, tới xe rồi.
Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.